Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp phần thọ tùy quán. Và sư lưu ý đến quý vị bài kinh Đại Niệm Xứ là một bài kinh đi về pháp hành. Cho nên khi quý vị thực hành, khi quý vị học thì quý vị phải thực hành, phải biết lắng nghe, ghi nhớ và thực hành, chứ không có đến đây với thái độ là đến để nghe pháp, để mà chơi rồi sau đó mà về pháp hành. Đây là một phương pháp cao thượng đưa đến sự chấm dứt khổ, cho nên hãy có một thái độ đúng đắn đối với bài học, thì như vậy quý vị mới đạt được sự lợi ích và không có uổng công mà quý sư đã dành ra để thuyết giảng chánh pháp cao thượng đến cho quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần thọ tùy quán. Xin thưa với quý vị, cái thọ tùy quán thì nó có một cái chúng ta phải phân biệt, tức là có cái sự nhận biết, tức là có cái sự tùy quán, có sự nhận biết mà chúng ta không thể gọi đó là thọ tùy quán được. Không thể gọi đó là sự quán xét của tứ niệm xứ được, hay còn gọi là không thể nói nó là satipatthana phawana được, tức là ở đây không phải là sự thực hành trong cái tứ niệm xứ. Đó là gì? Đó là sự đơn thuần nhận biết các cảm thọ, sự đơn thuần nhận biết các cảm thọ. Tức là gì? Thọ lạc biết là thọ lạc, thọ khổ biết là thọ khổ, thọ xả biết là thọ xả, tức là thọ phi khổ phi lạc biết là thọ phi khổ phi lạc. Cứ như thế mình ngồi mình thực hành, mình cứ liên tục mình quan sát nó, đây là thọ lạc, đây là thọ lạc, hoặc là mình niệm là lạc nè, lạc nè, lạc nè, lạc nè, hoặc mình ngồi mình niệm là khổ nè, khổ nè, khổ nè, khổ nè. Tức là mình chỉ đơn thuần quan sát các cảm thọ. Thì xin thưa, đó không thể gọi là satipatthana phawana được. Bởi vì như một đứa con nít, nó ăn một cây kem thấy ngon, nó cũng biết là nó đang thọ lạc. Nó phải biết chứ. Hoặc là một đứa con nít nó bị đánh đòn, tự nhiên nó phải biết là nó đang thọ khổ. Đau, đau nó phải biết đau chứ. Ngay cả một đứa con nít nó đau nó cũng biết đau. Một đứa con nít á, nó vui nó cũng biết là nó vui. Như vậy, cái sự đơn thuần nhận biết các cảm thọ, đó không phải là satipatthana phawana. Nó không phải là một phương pháp thực hành tứ niệm xứ. Bởi vì như thế, quý vị sẽ không thể nào phát triển trí tuệ được. Trí tuệ đâu ở trong chỗ đó? Một đứa con nít nó cũng biết là nó đau, nó cũng biết là nó vui vẻ. Trí tuệ ở chỗ nào? Trong chỗ đó. Cho nên cái sự đơn thuần nhận thức như thế, nó không thể đưa đến sự từ bỏ nhận thức sai về cái bản ngã, hoặc nhận thức sai về chúng sanh. Tức là đây là ta và của ta, nó không đưa đến sự chấm dứt cái đó. Vì vậy khi quý vị thực hành cần phải lưu ý, mình đừng có nhầm lẫn điều này. Nó không phải là như quay trở lại vấn đề về thân hành niệm. Nó không đơn giản là đi biết là đi, đứng biết là đứng, ngồi biết là ngồi, nằm biết là nằm, làm gì biết đó mà quý vị gọi đó là thực hành thân hành niệm thì nó không đúng. Hoặc là quý vị thực hành là xoay biết là xoay, co tay biết là co tay, duỗi tay biết là duỗi tay, cầm cái ly biết là cầm cái ly, ăn biết là ăn, nhai biết là nhai, nuốt biết là nuốt, mà quý vị gọi đó là thực hành thân hành niệm thì xin thưa nó không phải. Tuệ đâu ở chỗ đó? Mà nếu như khi sư nói ở chỗ này, vị nào vẫn còn mơ hồ không hiểu tại sao sư nói như thế và vẫn không hiểu như vậy thực hành như thế nào, quán xét như thế nào để được gọi là thân hành niệm,
thì học lại giùm sư. Bây giờ không phải lúc ôn bài. Cái đó là trách nhiệm của quý vị, trách nhiệm với chính mình. Muốn trả lời cái câu hỏi là tại sao cái việc là đi biết là đi, đứng biết là đứng, ngồi biết là ngồi, nằm biết là nằm, co tay biết, duỗi tay biết, nhấc chân biết, đạp biết, ăn biết, nhai biết, nuốt biết, uống biết, mà sư gọi đó không phải là thân hành niệm. Cho tới bây giờ vị nào còn chưa hiểu cái đó thì học lại bài ha. Và sư quay lại cái này, nếu như quý vị đã học trong phần thân hành niệm mà quý vị học một cách nghiêm túc, có sự suy tư, có sự thực hành, thì quý vị có thể trả lời được cho cái câu hỏi trong phần quán thọ này. Đó là tại sao mà chỉ đơn thuần việc quán thọ, thọ lạc biết là thọ lạc, thọ khổ biết là thọ khổ, thọ phi khổ phi lạc biết là thọ phi khổ phi lạc, bản thân việc đó không thể gọi là sự thực hành tứ niệm xứ. Như vậy đó, thì như thế nào á mới gọi là Satipatthana? Thế nào là gọi là cái sự thực hành tu tiến trong việc thiết lập niệm? Thì chỉ khi nào chúng ta quan sát các cảm thọ dựa trên một sự ý thức rất rõ ràng rằng ở đây không hề có ai cảm thọ, không có cái tôi, không có cái ta, không có đàn ông đàn bà, không có một đối tượng chúng sanh nào đang cảm thọ, mà đây chỉ là cái sự cảm thọ. Và vị ấy phải nhận thức rõ là không hề có một cái bản ngã nào cả, không hề có một cái tôi, một cái ta. Và phải trả lời được ba câu hỏi là ai đang cảm nghiệm cái thọ này, rồi cái thọ này là của ai, và cái nguyên nhân của thọ này là cái gì. Cô quê đã giá tí Kassa quê đa na Kinh ca rắc na quê đa na. Thứ nhất, ai đang cảm nghiệm, tức là ai đang cảm thọ này, ai đang cảm nghiệm cái thọ này. Khi chúng ta quan sát cảm thọ, chúng ta phải quan sát với sự nhận thức một cách rõ ràng là ở đây không có ai cảm thọ, cái này không phải là thọ của tôi. Phải quan sát cảm thọ với cái nhìn rõ ràng như thế, đây không phải là tôi đang thọ lạc, không phải. Đây chỉ đơn thuần là thọ lạc có mặt thôi, chứ đây không có ai đang thọ lạc. Hoặc là nhìn chúng sanh khác, chỉ đơn giản là cái thọ khổ nó đang có mặt, chứ ở đó không có ai đang thọ khổ. Không có một cái người đàn ông, người đàn bà, không có người già, người trẻ mà đang thọ lạc hay đang thọ khổ, không có. Ở đây chỉ có cảm thọ đang có mặt, không có một cái bản ngã nào ở trong đó. Cái thọ này cách xa quê đó nè, thọ này của ai, thì xin thưa là khi chúng ta quan sát cảm thọ như thế, chúng ta cũng sẽ thấy rõ rằng ở đây thọ này nó không phải của ai hết, không phải của một cái chúng sanh nào, cũng không phải của một người nào, cũng không phải của mình. Đơn giản chỉ là cái thọ lạc xuất hiện. Cái câu hỏi thứ ba đó, nguyên nhân của thọ là cái gì, thọ từ đâu nó sanh khởi, thì thọ ở đây nó chỉ đơn giản là do có cái thân, do có cái vật làm đối tượng, cho nên mới có cái sự cảm thọ này. Ví dụ như do có cái thần kinh xúc giác, cho nên cái chỗ đó nó làm đối tượng để cho thọ lạc hoặc thọ khổ có mặt, chỉ đơn giản thế thôi. Khi chúng ta thực hành cảm thọ, quán thọ, thọ lạc có mặt. Trả lời câu hỏi thọ lạc do đâu mà có. Thí dụ,
ngửi thấy một cái mùi hương, hương thơm, thì thọ lạc có mặt do đâu? Do có cái thần kinh khứu giác làm đối tượng. Do cái mùi hương tiếp xúc với cái thức. Cho nên là chúng ta phân biệt đây là mùi thơm, cho nên là thọ lạc nó có mặt. Chỉ đơn giản thế thôi. Khi chúng ta quan sát cảm thọ, lưu ý, để ý kỹ điều đó. Để ý kỹ điều đó. Do đâu mà thọ này có mặt? Đang ngồi mà nó ngứa, do đâu cái thọ khổ này có mặt? Do đó nó có thân làm đối tượng, cho nên cái cảm thọ sanh khởi. Ở đây chỉ có cái thọ khổ, chỉ có thọ khổ đang có mặt, chứ không có một cái bản ngã nào nằm ở bên trong cái thọ khổ đó cả. Không có ai đang thọ khổ. Ngay cả khi chúng ta nhìn thấy một con chó đó, nó đang gãi, tức là con chó nó đang thọ khổ. Chúng ta quan sát thọ khổ của nó ở đâu mà có? Do nó có thân làm đối tượng, nó có thần kinh xúc giác trong đó. Chính vì thế cái thọ khổ nó xuất hiện. Ở đó chỉ có thọ khổ thôi, chứ không có một cái chúng sanh nào thọ khổ. Chỉ đơn giản là cái thọ khổ đang có mặt. Khi quý vị thực hành, chúng ta phải thấy điều đó. Nhớ giùm sư, khi sư giảng bài kinh Đại Niệm Xứ này, không phải là sư ngồi sư giảng lý thuyết đâu. Cho nên nếu như quý vị trông chờ vào một mớ lý thuyết ngồi nghe chơi cho vui thì quý vị sẽ không hiểu được bài. Chỉ khi nào quý vị nghe với sự chú tâm thực hành quan sát các cảm thọ đó, quý vị mới thấm, mới hiểu được cái mà sư đang nói với quý vị. Chính vì như vậy đó, cái câu là A hằng quê đa gia mi, tức là tôi đang cảm nghiệm, chỉ là cách nói theo thế tục thôi. Giống như trong Tương Ưng Bộ Kinh, có một vị trời xuống bạch với Đức Thế Tôn là: thưa Thế Tôn, tôi nghe nói là các vị đệ tử của Thế Tôn không còn chấp ngã nữa, nhưng mà tại sao vẫn còn nói đây là tôi và của tôi? Ví dụ như đây là cái y của tôi, đây là cái bát của tôi, và như trong trường hợp này đó, là tôi cảm nghiệm, là tôi cảm thọ. Thì tại sao vẫn còn có cái tôi ở đây? A hăng quê đã già mi, tại sao vậy? Đức Thế Tôn trả lời rằng, đối với những ai đã diệt trừ các cái ô nhiễm, các cái lậu hoặc, thì khi vị ấy nói rằng tôi và của tôi, vị ấy thấu hiểu rằng đây chỉ là cách nói theo thế tục. Nhưng mà vị ấy biết được bản chất của nó là cái gì. Bởi vì ở thế gian chúng ta còn cần phải sử dụng ngôn ngữ để chúng ta truyền tải nội dung. Mà ngôn ngữ đó là chế định. Nhưng khi chúng ta là những người có tu tập thì chúng ta biết được nó là cái gì. Và chúng ta biết ngôn ngữ chỉ là một phương tiện. Còn với những ai chưa diệt trừ những ô nhiễm, không có sự thực hành đối với tứ niệm xứ, thì khi vị ấy nói tôi và của tôi là vị ấy đang thật sự nghĩ là tôi và của tôi. Phật giáo Nguyên Thủy giải thích cái giáo lý vô ngã rất là rõ ràng.
chứ nó không phải là một cái gì đó nó mờ mịt. Ví dụ như núi không phải là núi thì đó mới gọi là núi. Khi xưa chưa tu thì thấy núi là núi, tu rồi thì thấy núi không phải là núi, tới cuối cùng thấy núi là núi, thì lúc đó thì núi là núi thì nó mới gọi là núi. Quý vị nghe như nghe thiên thư, nghe trên trời ấy. Nhưng khi chúng ta thực hành một cách rõ rệt, chúng ta sẽ thấy cái giáo lý vô ngã nó hiển hiện một cách rõ rệt, có phương pháp để thực hành, chứ nó không phải là những thứ chót lưỡi đầu môi nói chơi cho vui, để đùa với ngôn ngữ sinh thứ. Hướng dẫn quý vị thực hành không phải là để chúng ta có được kiến thức rồi chúng ta đùa chơi với ngôn ngữ, thì không phải. Cho nên chúng ta cần hiểu ở đây nói là tôi cảm thọ, tôi thọ lạc, tôi thọ khổ, thì đây chỉ là cái ngôn ngữ chế định thôi. Chứ thực tế mà nói ở đây là không có cái tôi và của tôi. Thành ra khi mà quý vị đọc các bản dịch thì cũng nhớ giùm sư cái điều đó. Và như vậy đó, khi chúng ta quan sát cảm thọ thì chúng ta phải quan sát như thế nào? Quan sát là cái đối tượng này nè, chỉ đơn giản là cảm thọ nó tác động lên đối tượng thôi. Và đây là đối tượng để quan sát. Ví dụ như khi chúng ta ngửi một cái mùi thơm, có cái thọ lạc xuất hiện, thì chúng ta quan sát cái cảm thọ nơi mũi. Chúng ta thấy rằng đó, cảm thọ nơi mũi là đối tượng để quan sát. Và đây chẳng qua là cái đối tượng, cái vật mà ở đó, đó có sự tiếp xúc với cái cảnh bên ngoài, cho nên cảm thọ xuất hiện. Do có xúc cho nên có thọ, thọ xuất hiện nơi cái vật này, nơi cái đối tượng để quan sát này, đó chính là cái khứu giác. Và liên tục quan sát với sự nhận thức đó. Ở đây không có ai đang cảm thọ, mà chỉ đơn giản là do có xúc nên có thọ, thọ sanh khởi nơi đối tượng quan sát, và ta đang quan sát cảm thọ. Nhớ dùm nghe, cái ta cũng chỉ là cái chế định thôi ha. Thì khi chúng ta làm như vậy đó, chúng ta sẽ nhìn nhận thọ một cách khách quan. Khi mà mỗi lần sư ngưng lại là để quý vị quan sát cảm thọ tương ứng. Chỉ có như vậy đó, quý vị mới hiểu được cái bài dạy ngày hôm nay thôi. Như vậy đó, trong trường hợp của thọ khổ thì sao? Sư nhớ là ở đầu của cái bài này, của cái bài kinh này, thì có một đoạn như sau, đó là phàm tất cả các thọ đều là khổ thọ. Nhưng mà trong đó, đó cái thọ khổ là cái nó mãnh liệt nhất. Như vậy đó, chúng ta phải làm gì? Hãy luôn luôn ghi nhớ rằng sự kham nhẫn quán sát là pháp tối thắng. Giống như trường hợp của trưởng lão Cittalapappatta, tức là một vị tột mệnh La Hán, Chivitasamasisi. Tột mệnh La Hán là sao? Tột mệnh La Hán là một vị chứng đắc A-la-hán, sau đó viên tịch luôn. Thì chúng ta gọi đó là một vị tột mệnh La-hán. Còn trường hợp của trưởng lão này đó, thì được kể ở trong chú giải rằng
Khi mà vị này nằm bệnh rất là mệt nhọc và thọ khổ kịch liệt, thì có một vị tỳ kheo trẻ đến hỏi vị này là: thưa ngài, ngài đau ở chỗ nào? Thì vị này trả lời là: này hiền đệ, ở đây không thể nào gọi là cái chỗ đau nhé, đây không có gọi là chỗ đau, mà đây chỉ là cái thọ riêng biệt, cảm nghiệm sau khi tác động lên vật trở thành đối tượng để quán chiếu. Tức là ở đây không có cái chỗ đau, mà ở đây chỉ là cái cảm thọ sanh khởi nên nơi đối tượng mà mình quán chiếu. Tức là lúc bây giờ đối với vị tỳ kheo này, cái đối tượng vị ấy quán chiếu là cái thân, và nơi đối tượng này nó đang có cảm thọ khổ, cảm thọ khổ đang sanh khởi, và vị ấy chỉ đơn giản là quan sát nó thôi. Quan sát với sự nhận thức rõ là ở đây không có cái ai thọ khổ, mà chỉ đơn giản là nơi đối tượng quan sát này có cái cảm thọ nó khởi lên. Thì vị tỳ kheo trẻ mới hỏi như vậy đó, từ lúc cái cảm thọ, từ lúc cơn đau này xuất hiện là ngài đã biết ngay được điều đó hay sao? Thì ngài sẽ chịu đựng nó từ đầu cho tới bây giờ hay là sao? Thì vị trưởng lão mới nói đó là: này hiền đệ, cái sự kham nhẫn là pháp tối thắng. Cho nên là vì trưởng lão đã kham nhẫn chịu đựng, khi mà cái cơn đau trở nên mãnh liệt và cái ruột nó sổ ra bên ngoài, và vị ấy mới nói là: đấy, sư đệ thấy không? Đây là cái sự kham nhẫn. Tức là cơn đau đến cái mức mà ruột nó sổ ra bên ngoài. Và vị này nói với vị tỳ kheo trẻ: này sư đệ, đây là sự kham nhẫn đấy. Và vị tỳ kheo, vị trưởng lão liên tục quan sát đối tượng mà cái cảm thọ xuất hiện, với sự nhận thức đây chỉ là đối tượng nơi mà cảm thọ xuất hiện, chứ ở đây không hề có cái gọi là cái ta và của ta, không hề có cái bản ngã nào ở bên trong đó. Cho nên nó không đáng để mà mình bám víu, mình chấp giữ. Đây là nguyên nhân của thọ. Vì liên tục nhận thức điều đó, thấy được duyên sanh và duyên diệt ở nơi đối tượng của cảm thọ. Vị ấy thấy được tam tướng nơi cảm thọ, và từ đó vị ấy liên tục quan sát chánh niệm, thực hành tuệ quán, và vị ấy chứng đắc đạo quả A-la-hán ngay trước khi mệnh chung. Và xin thưa, điều này chỉ có thể thực hiện được khi ngày thường chúng ta có sự thực hành. Chứ nếu không, khi mà cơn đau nó đi đến sự khốc liệt thì chúng ta không thể nào bình tâm kham nhẫn và quan sát. Nghĩa là khi chúng ta thực hành quán thọ trên thọ, điều quan trọng là hãy kham nhẫn, quan sát. Sự kham nhẫn đối với cơn đau
Nó thậm chí có thể khiến cho thân thể của chúng ta trở nên run rẩy, trở nên co giật. Không sao cả, bởi vì lúc bấy giờ chúng ta thấy rằng đây là đối tượng để cảm thọ. Đối với một hành giả thực hành quán thọ một cách rốt ráo, vì ấy tách rời cái thân ra khỏi cái tâm, giống như một người khách, một người khán giả quan sát. Và vì ấy nhận thức rõ rằng đây chỉ là đối tượng cảm thọ, nơi mà cảm thọ có mặt, quan sát. Thì đây là đối với các cái thọ thuộc về thân. Xin thưa là khi nói về các cảm thọ thì có luôn cả các thọ thuộc về tâm. Tức là đôi khi cái tâm của mình nó cũng có cảm thọ. Hoặc là nói theo A Tỳ Đàm, cái thọ đó nó thuộc về danh pháp. Nhớ nhỉ? Cái thọ thuộc về danh pháp, đúng không? Trong ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, thọ đó thuộc về danh pháp. Cho nên khi chúng ta quan sát cái cảm thọ, chúng ta thấy được là khi mà cái thọ xuất hiện nơi đối tượng quan sát thì có được từ bằng cách nào? Do chúng ta có cái thức tương ứng. Thức ở đây là sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, tỷ thức, thân thức và ý thức. Tức là chúng ta có sáu cái thức tương đương với sáu cái cửa của giác quan. Như vậy đó, chúng ta cần phải thực hành như thế nào trong trường hợp này? Tức là chúng ta thấy rằng do cái nhĩ thức này, do cái nhĩ thức tiếp xúc với cảnh thì cái xúc nó có mặt. Khi mà xúc có mặt, thọ có mặt. Khi thọ có mặt, cái tưởng có mặt. Khi tưởng có mặt thì cái chetana có mặt. Thì như vậy đó, các cái pháp đồng sanh khởi làm cho cái thọ xuất hiện. Và như vậy trong trường hợp này chúng ta quan sát như thế nào? Quan sát như thế nào? Quan sát nơi nhĩ căn. Thì ở đây đó, cái nhĩ căn là đối tượng, là quách thú, là đối tượng nơi cảm thọ sinh khởi. Quan sát và thấy rõ, thấy rõ xúc, thọ, tưởng, tư. Thấy rõ nơi cái nhĩ thức. Thấy rõ, quan sát các pháp đồng sanh. Như vậy đó, khi mà chúng ta đi đến sự thực hành thì dù cho cái cảnh đó là cái cảnh nghịch hay là cảnh thuận thì đều là đối tượng để chúng ta quan sát các cảm thọ. Chúng ta thường chỉ để ý đến cảm thọ của thân là chính, tức là của thân thức. Còn cái ngũ thức còn lại, năm thức còn lại, chúng ta ít khi nào để ý. Tức là nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, tỷ thức, thân thức và ý thức. Đa phần chúng ta thiên về cái thân thức là nhiều. Nhưng thực tế khi chúng ta thực hành, chúng ta phải
quan sát đủ cả sáu thức. Và khi đó, cái thức nào đang trội nhất thì chúng ta quan sát cảm thọ bằng cách là xem cái thức đó, ví dụ như hiện tại đây, cái nhĩ thức là đối tượng, là quách thú, là đối tượng để quan sát. Thấy rõ cái xúc, thấy rõ cái thọ, thấy rõ cái tưởng, thấy rõ cái tư. Xúc thì dễ rồi, thọ thì cũng dễ rồi, không có gì phải giải thích. Tưởng tức là sự phân biệt. Tại sao mà khi chúng ta nghe tiếng quạt nó thọ khác, mà nghe cái tiếng ồn bên ngoài nó thọ khác, nghe cái tiếng giảng thọ khác? Thì cái anh tưởng ảnh làm cái việc ảnh phân biệt. Nhớ, khi chúng ta quan sát cảm thọ, không phải là chúng ta tự biến mình thành một khúc cây, một tảng đá, nơi mà mình trơ, mình không biết cái gì cả. Không phải. Mình quan sát với cái nhìn khách quan, tức là cái cảm thọ nơi nhĩ căn làm cho thọ khổ xuất hiện, do cái xúc nơi nhĩ căn làm thọ khổ xuất hiện, thì chúng ta ghi nhận đó là thọ khổ, thế thôi. Hoặc là nơi cái tỷ căn, tức là mũi đấy, khi mà cái xúc khiến cho thọ lạc xuất hiện, thì ghi nhận thọ lạc. Còn cái Chetana là gì? Chetana là khí cảnh hướng tâm tác ý, khí cảnh tác ý, chủ ý. Đây gọi là cái Chetana. Khí cảnh suy tư là cái Chetana. Thì như vậy quý vị sẽ hiểu rõ ba cái đoạn. Khi có xúc thì có thọ, tưởng, tư, thức đồng sanh. Khi có thọ thì có xúc, tưởng, tư, thức đồng sanh. Khi có thức thì xúc, thọ, tưởng, tư đồng sanh. Tức là khi chúng ta quan sát đối tượng, chúng ta quan sát với cái khía cạnh gì? Nếu chúng ta quan sát khía cạnh xúc thì chúng ta thấy rằng cái xúc xuất hiện thì ngay lập tức thọ, tưởng, tư, thức đồng sanh với nó. Quan sát các thành phần, các thành phần khác của danh pháp, chúng ta thấy rõ điều đó. Như vậy đó, khi chúng ta thực hành quán thọ trên thọ, tất cả các hoàn cảnh, tất cả các đối tượng tác động lên sáu giác quan đều là cái để chúng ta quan sát. Khi chúng ta có sự ý thức và có sự thực hành như vậy thì phiền não không sanh khởi. Còn khi mà chúng ta không có sự thực hành như thế, chúng ta sẽ chạy theo cảnh và phiền não sẽ sanh khởi. Và khi đó thọ sẽ duyên cho ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, rồi xong hữu duyên cho sanh. Nhớ được đó. Và như vậy đó, chúng ta tiếp tục quan sát, quán xét rằng năm cái pháp này đó, tức là xúc, thọ, tưởng, tư và thức, nương nơi thân này mà có. Nghĩa là các cái danh pháp nương nơi thân này mà có. Từ đó đó, chúng ta quan sát thấy rõ các cảm thọ nơi cái sắc đại hiển
và sắc y sinh. Sắc đại hiển và sắc y sinh, nếu quý vị chưa quên mất thì vui lòng một là xem lại đầu bài kinh tứ niệm xứ, đầu bài kinh đại niệm xứ, sư có nói sơ về A Tỳ Đàm, hoặc là quý vị học lại A Tỳ Đàm, có các cái lớp A Tỳ Đàm căn bản để biết sắc đại hiển và sắc y sinh là cái gì. Đó, còn sắc y sinh có tới 24 cái sắc y sinh. Bây giờ mà sư nhảy qua bên đó thì chúng ta lại mất thời gian, cho nên chúng ta phải có cái nền trước ha. Như vậy đó thì chúng ta thấy rằng trong cái thọ này nè, nó chỉ có danh và sắc thôi. Danh và sắc ở đây là như thế nào? Cái đối tượng, cái vật, cái đối tượng đó chính là cái sắc pháp. Đối tượng là sắc pháp. Còn các cái tâm sở với xúc là yếu tố thứ năm, nó chính là danh pháp. Và như vậy cái sắc là sắc uẩn, còn danh là bốn cái vô sắc uẩn, do đó là chỉ có ngũ uẩn. Và không có ngũ uẩn vượt ngoài danh sắc, mà cũng không có danh sắc vượt ngoài ngũ uẩn. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái mà cảm thọ này nè, nó cũng là nằm trong cái ngũ uẩn. Như vậy hành giả quán xét thấy rằng ngũ uẩn này có gì làm nhân, tức là cái nhân ở đâu mà có cái ngũ uẩn này, thì sẽ thấy rằng do vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập. Chính cái đó làm nhân. Nghĩa là lúc bây giờ đó, khi chúng ta quan sát cảm thọ, ngay lập tức chúng ta quan sát cái duyên khởi của cảm thọ. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Nó đó. Thì bằng việc lấy ngũ uẩn để quán tam tướng với mãnh lực của danh sắc cùng với duyên, rằng đây chỉ là duyên và các pháp nương duyên sanh khởi, chẳng có gì khác gọi là chúng sanh hoặc hạng người, chỉ có các khối hành thuần túy. Đây là một đoạn chú giải. Thì có nghĩa là khi chúng ta quan sát cảm thọ, chúng ta thấy rằng ở đây thấy rõ được tam tướng, thấy rõ được cái duyên sanh khởi nơi các cảm thọ quan sát. Ví dụ như quan sát nơi nhĩ căn, nơi cái nhĩ thức, thấy rằng quan sát cảm thọ, đây là đối tượng chính là nhĩ thức, nơi mà cảm thọ sanh khởi. Quan sát đó. Thì cái ngũ uẩn này nè, cái danh và sắc này nè, do đâu mà có? Do vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Có nghĩa là do có sự tái sanh, cho nên là mới có danh sắc này. Do tạo các nghiệp thiện ác đời quá khứ, cho nên mới có tái sanh. Mà do đâu tạo các nghiệp thiện ác đời quá khứ? Do vô minh trong bốn đế. Chính vì vô minh cho nên tạo các nghiệp thiện ác. Vì tạo các nghiệp thiện ác cho nên mới đi đầu thai. Do có đi đầu thai cho nên mới có danh sắc này. Từ đó chúng ta thấy rõ danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ,
thấy rõ điều đó. Tức là chúng ta khi quan sát cảm thọ, thấy được cái duyên sanh của nó. Sư nói là để cho quý vị định tâm quan sát để thấy rõ điều sư nói. Sư đang hướng cho quý vị thấy được điều sư nói, chứ không phải là quý vị nghe nhớ điều sư nói, mà để cho quý vị thấy được điều sư nói. Sư đang hướng dẫn quý vị thực hành đấy. Thì như vậy đó, đây chỉ đơn thuần là các cảm thọ nương tựa nơi vật, nương tựa nơi cái quách thú. Ở đây không có một cái bản ngã nào, không có một cái tôi, cái ta, không có cái để mà mình cho rằng đây là của mình, không có. Thấy rõ điều đó. Như vậy là chúng ta thấy được cái duyên nơi các thọ. Rồi như thế nào là chúng ta thấy được tam tướng tới các thọ? Khi mà chúng ta ngửi quan sát, quan sát ví dụ như quan sát nơi cái tỷ thức, lấy tỷ thức làm cái quách thú, làm đối tượng để quan sát. Có xúc nên có thọ. Thì lúc bây giờ đó, sư giả sử như thọ lạc sanh khởi, thì chúng ta thấy rõ rằng khi thọ lạc sanh khởi, thọ khổ trước đó đã biến mất, thọ lạc trước đó đã biến mất, thọ phi khổ phi lạc trước đó đã biến mất. Như vậy là chúng ta thấy được cái tính vô thường nơi các cảm thọ. Rồi tiếp nữa, khi chúng ta quan sát lấy nhĩ thức làm đối tượng, thấy rằng thọ nương nơi nhĩ thức sanh khởi, có xúc, có thọ. Giả sử chúng ta thấy rằng đây là khổ thọ, thì khi khổ thọ này có mặt, nhận thức rõ là cái lạc thọ có trước đó đã biến mất. Ngay cả cái khổ thọ có trước đó đã biến mất, ngay cả cái phi khổ phi lạc thọ có trước đó cũng biến mất. Chỉ có cái khổ này, khổ thọ này hiện tại đang có mặt thôi. Và không có một ai, không có một cái của ai ở đây. Không có tôi cảm thọ, không có cái cảm thọ của tôi, không có. Chỉ đơn thuần là cái quách thú nơi thọ sanh khởi do có xúc, đơn giản thế thôi. Chúng ta lại quan sát tiếp, ví dụ như cái thiệt thức, cái lưỡi đấy, thấy rõ khi lấy thiệt thức làm quách thú, tức là làm đối tượng để quan sát, làm vật, làm quách thú, thì thọ nương nơi thiệt thức sanh khởi. Thọ này thọ phi khổ phi lạc. Khi cái thọ phi khổ phi lạc này xuất hiện, thì thọ khổ trước đó đã biến mất, thọ lạc trước đó đã biến mất, thọ phi khổ phi lạc trước đó đã biến mất. Như vậy là chúng ta thấy rõ được
tam tướng ngay trên các thọ. Tiếp nữa, Samisang wa su khăn, lạc thọ liên hệ vật chất, thì có nghĩa là gì? Ở đây đó, cái thọ lạc nào mà gắn kết với sáu nơi cư trú của tham ái và chấp thủ, hòa trộn với vật chất là sự tham muốn trong ngũ dục, gọi là lạc thọ liên hệ vật chất. Tức là phàm các thọ lạc nào có liên hệ đến ham muốn chấp thủ với các đối tượng vật chất, gọi là ngũ dục, thì đó gọi là lạc thọ liên hệ vật chất. Như vậy, chúng ta khi quan sát thọ lạc với cái đối tượng nơi cảm thọ xuất hiện, quan sát và nhận thức rõ đây có phải là lạc thọ liên hệ vật chất hay không. Ví dụ, quan sát thân thức, lúc bây giờ lấy cái thân thức làm cái quách thú, làm đối tượng quan sát, thấy được thọ nương nơi thân thức sanh khởi, do có xúc nên có thọ, thọ này là thọ lạc, thọ lạc này liên hệ với ngũ dục, cho nên đây là thọ lạc liên hệ vật chất. Sư đang nói đến ví dụ như cái hơi mát nó xúc chạm nơi thân, thì đó là thọ lạc liên hệ vật chất. Còn khi mà thọ lạc á, nương vào sáu cái nét khâm má, nét khâm má có nghĩa là thoát khỏi ham muốn dục lạc, thì gọi là lạc thọ không liên hệ vật chất. Ví dụ như khi chúng ta hành thiền với nỗ lực thoát khỏi sự ham muốn dục lạc, khi mà chúng ta chiến thắng được cái dục lạc, cái lạc thọ sẽ xuất hiện. Nó giống như là một người nhẹ nhõm khi thoát khỏi một con thú dữ, giống như một người vừa đặt xuống một cái gánh nặng, thì cái lạc thọ do sự thoát khỏi dục lạc xuất hiện, thì chúng ta ghi nhận và biết được rằng đây là lạc thọ không liên hệ vật chất. Ví dụ như khi chúng ta quan sát và chúng ta chiến thắng được sự bất mãn nơi âm thanh, ví dụ có ai đó mắng chửi mình, hoặc nghe âm thanh mà mình không vừa lòng, bằng định và niệm và chúng ta chiến thắng được, thì sự nhẹ nhõm thọ lạc xuất hiện. Và thọ lạc đó xuất hiện được là do sự chiến thắng sự chấp thủ tham ái, chiến thắng sự ham muốn hưởng thụ các dục. Thì như vậy đó chính là thọ lạc không liên hệ vật chất. Tương tự như vậy, thọ ưu mà gắn với sáu nơi cư trú của tham ái và chấp thủ gọi là khổ thọ liên hệ vật chất. Ví dụ như khi chúng ta ngồi lâu, nơi thân thức thọ khổ, mà chúng ta cảm thấy
có cái tham ái ở trong đó, tức là sự mong muốn cái khổ thọ này biến mất. Nhớ, cái này là cái nội tâm chỉ có mình trả lời được thôi. Khi cơn đau xuất hiện, thấy rõ, quan sát rõ tâm coi, có cái sự ham muốn, sự mong mỏi là cái thọ khổ này biến mất hay không. Khi có sự mong mỏi như thế, có nghĩa là cái thọ khổ này nó dựa vào tham ái và chấp thủ. Thì như vậy, đây là khổ thọ liên hệ vật chất, cũng là cái khổ thọ đó. Nhưng mà nếu như cái thọ ưu đó, đó nương vào sáu cái nét khâm ma, tức là thoát khỏi ham muốn dục lạc, thì đó gọi là khổ thọ không liên hệ vật chất. Cũng là quan sát cơn đau, cũng cơn đau đó, cũng đúng nó thôi. Nhưng khi quan sát, thấy rõ cái duyên khởi của nó, thấy rõ tam tướng của nó, ý thức một cách rõ ràng, khi đó cái sự nhàm chán sẽ xuất hiện. Tức là sự thoát khỏi ham muốn dục lạc, thoát khỏi ham muốn tìm sự nghỉ ngơi, tìm sự ngủ nghỉ, tìm sự dễ chịu. Thì khi đó cái khổ thọ mà chúng ta đang quan sát đó chính là khổ thọ không liên hệ đến dục lạc. Vì vậy cũng cùng một khổ thọ, cùng nơi một đối tượng, mà đó là khổ thọ liên hệ đến dục lạc hay là khổ thọ không liên hệ đến dục lạc, điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào nội tâm của chúng ta. Tương tự như vậy, nơi cái thọ xả, nếu như cái thọ xả đó gắn kết với sáu nơi cư trú, tham ái và chấp thủ, thì gọi là xả thọ liên hệ vật chất. Giống như là bây giờ cái tỷ thức của mình hít thở cái bình thường, phi khổ phi lạc. Nhưng mà hãy xem coi, trong đó nó có liên hệ đến ham muốn và chấp thủ hay không. Nếu như trong nội tâm mà có tồn tại ham muốn và chấp thủ. Ham muốn là gì? Ví dụ như cố tìm kiếm cái lạc thọ, hoặc là cố tránh né cái khổ thọ, thì đó là nó đã có cái tham muốn và chấp thủ. Thì như vậy cái khổ, cái thọ phi khổ phi lạc đó, nó liên hệ vật chất. Tương tự như vậy, cũng chính cảm thọ đó. Nhưng nếu như chúng ta quan sát với cái nhìn về duyên khởi, với cái nhìn về tam tướng, và chúng ta quan sát với sự nhàm chán, thì khi đấy đó là thọ phi khổ phi lạc, không liên hệ vật chất. Cái vật chất ở đây chúng ta nên hiểu là cái dục lạc. Như vậy hoặc là quán thọ bên trong thì có nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta quán thọ của chính mình, hoặc là hành giả quán thọ bên ngoài, có nghĩa là quán thọ của người khác.
hoặc là quán thọ của chính mình đúng thời, hoặc quán thọ của người khác đúng thời. Nghĩa là mới bắt đầu thì chúng ta chỉ quán thọ của mình thôi, quan sát. Rồi khi chúng ta tiếp xúc với cảnh, tiếp xúc với những đối tượng bên ngoài, thì chúng ta cũng có thể nhìn bằng cái nhìn của một hành giả quan sát các thọ. Tức là chúng ta nhìn cái khối, cái con người ở đằng trước, và chúng ta thấy rằng họ đáng, cũng là đáng cảm thọ. Đương nhiên ở đây sự quan sát nó phải đúng thời. Còn nếu như chúng ta quan sát không đúng thời, nó có thể làm nhân cho tham ái sanh khởi. Và khi chúng ta quan sát một cách đúng thời, thì khi đó cái sự chấp ngã nó không còn nữa. Vì ấy tùy quán pháp sanh khởi, cả pháp hoại diệt. Pháp sanh khởi là gì? Do vô minh cho nên các thọ sanh khởi. Chúng ta quan sát vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ. Học cái này là mình phải thuộc nằm lòng 12 duyên khởi nghe. Phải thuộc nằm lòng. Và khi chúng ta nói tới đâu là chúng ta hiểu tới đó. Chứ không phải là chúng ta ngồi mà chúng ta đọc như con vẹt thì không phải như thế. Đó. Còn pháp hoại diệt là gì? Do vô minh diệt, hành diệt, hành diệt, thức diệt, thức diệt, danh sắc diệt, danh sắc diệt, lục nhập diệt, lục nhập diệt, xúc diệt, xúc diệt, thọ diệt. Thấy rõ như thế. Hoặc sống tùy quán pháp hoại diệt trong các thọ, hoặc là sống tùy quán pháp sanh khởi trong các thọ đúng thời, hoặc sống tùy quán pháp hoại diệt trong các thọ đúng thời. Thì các cái phần này á, là đã được giải thích trong phần quán thân. Tức là tương tự, tương tự như cái phần quán thân ha, cho nên ở đây không nói nữa. Thế nào là tứ thánh đế trong thọ tùy quán? Thứ nhất, nhớ giùm, phàm tất cả các thọ đều là thọ khổ. Cho nên các thọ nương nơi đối tượng, nơi quách thú, nương nơi đối tượng, thì đó chính là khổ đế. Ngay cả cái thọ lạc nơi thân thức mà chúng ta quan sát cũng thấy rõ được đây là khổ đế. Nguyên nhân sanh khởi của các thọ là vô minh duyên hành, hành duyên thức, vân vân. Đó chính là tập đế. Và sự chấm dứt cái nhân sanh khổ, nhân sanh các thọ, tức là vô minh diệt nên hành diệt, thì đó chính là diệt đế. Và sự thực hành quan sát các thọ với sự nhận thức trên chính là đạo đế. Việc chúng ta thực hành quan sát các thọ với sự nhận thức chính là đạo đế. Thì như vậy là sư đã giảng giải phần thọ tùy quán. Và nhớ giùm sư, đây là sự thực hành, chứ đây không phải là một cái bài giảng để chúng ta nghe như là nhiều bài giảng khác.
quý vị nghe thì phải suy tư, phải thực hành ngay tại chỗ. Và thậm chí quý vị có thể thực hành ngay từ bây giờ, về tới nhà liên tục thực hành quán thọ nơi các thọ. Xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi ta thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Khải Gia. Mời quý vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Y đăng mê bùn nhân, Nibbanasa, Pacchayo, Hotu, Imangno, Punyaphagan, Sappasattanang, Dema, Sathu, Sathu, Sathu. Chúc quý vị an vui.